Hello everyone xin chào ông bà cô chú anh chị em hôm nay uh, bây giờ ở bên uh, bắc cali là 3 giờ chiều thứ bảy rồi phải không Lúc khi Tony đi làm mấy cái video mà có thời gian mà làm sớm như vậy thật ra mà nói cũng uh, muốn lên đây nhiều chuyện thôi chứ um, cũng không có gì đặc biệt để cho Tony lên đây mà nói hết á phải 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 mình phải uh, lên đây mỗi ngày làm một cái video để um, kiếm tiền chứ phải không cộng đồng mạng Hôm nay thì Tony có um, nhiều chuyện thôi, vài điều Tony muốn nói cho cộng đồng mạng nghe thôi phải không? Hình à, như mấy bữa trước kia, bữa chung có làm một cái video nói về um, cái việc làm của anh Quyền Cái vụ tiền bạc của anh Quyền đó, um, Hình như là có nhiều uh, người không biết rõ ràng là đúng hay là sai phải không? Đối với thì bữa hôm qua có một cái video của um, tại Andy SCN Nó đang uh, phỏng vấn um, anh, uh, anh Ân phải không? Đúng rồi Đại khái thôi nó không mất coi Nhưng mà nó có nhiều điều hôm uh, Hồi trước kia thôi không có um, Không có suy nghĩ tới hay là đại khái gì Nhưng mà ngày hôm nay uh, thôi nó có một cái uh, Một cái suy nghĩ Cái này là cái riêng tư cái ý kiến của thôi đi thôi nha còn ông bà cô chú anh chị em mà nghe Tony nói xong rồi uh, ai có cái quyết định gì thì tự uh, tự mình suy nghĩ đi tại vì uh, có nhiều người cũng thắc mắc lắm tại sao uh, Hằng Cali với lại cái người uh, mà giúp mấy anh em vô gia cư cho việc làm đó anh Anh Ân nhưng mà đại khái uh, bây giờ ngày hôm nay mình uh, cái sau cái câu chuyện của anh Quyền rồi phải không thì thôi có một cái một cái suy nghĩ uh, câu chuyện của thằng Cali mẫu hậu với lại cái người anh ân này nè mà giúp anh Quyền đó cũng như là thôi không biết phải nói làm sao đây để, để một chút nữa sau này thôi đi kể ra cho nó rõ ràng một chút Hôm qua thì Thôn nó có coi um, một cái video của cái cục hình như là mấy hôm nay hình như là ổng làm nhiều video mỗi lần mà Thôn đi có cái gì đó đó thì ổng lụm cục đào đó ổng lên ổng không biết ổng nói bao nhiêu lần nữa. Nhưng mà trong cái video này ổng nói ổng giải thích là um, cũng như là đi đang trà đạp cái người uh, rau má. Phải không? cũng như là lời lẽ của Tony nó dày nó kia nhưng mà cộng đồng mạng hiểu được một chiều ông chỉ nói là nó nói là cái người Rosemar này với ổng lên đây chỉ có tâm sự về những hay là muốn giúp đỡ cái người mẫu hậu này nè những cái điều kiện mà họ làm từ thiện á thì Tony đã nói rồi phải không Chứ mình không biết hết cái câu chuyện đó, thì mình lên đây mình nói một chiều mà mình nói thì nó cũng không sao nhưng mà ngược lại hình như Rosemar cái miệng của Rosemar này không nó quen rồi vừa nói xong cái đó là cô vừa nó bắt bẻ người ta lại nói là người ta cũng như là chắc không muốn quần áo đâu chỉ muốn lấy nhận tiền thôi mà tại sao mình phải nói như vậy làm chi hả tại sao cái cục này lên nói cái phần trước nhưng mà cái phần sau á là không nói mấy người như vậy nè thôi nên nói thiệt cái, cái cục này cũng như là mấy mấy người này mình mình không có thời gian để cho mình 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 nói chuyện với họ đâu Tại vì cái đúng hay là sai nữa Họ chỉ nghe bản thân của họ Không muốn nghe được cái, những gì mà nó pha, nó đúng hay là nó sai Trong cái video này ra cộng đồng mạng cũng như là Thằng Andy SN bữa hôm kia Thì bữa nay cái cục này lên đây Cũng như là phân tích ra cái kênh của Tony nữa cũng như là Tony phải làm video bắt chấp để câu view nhưng mà cộng đồng mạng có thấy được cái vấn đề gì không Tony nên ra một cái video một ngày thôi à đúng không Tony để là câu view nhưng mà cái cục này mỗi ngày ra biết bao nhiêu cái video không đúng không mình là một người làm ăn mình giỏi mình mình là, mình là uh, triệu phú mà đáng lẽ cái 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 cái, cái cục này nói cho, cho khán giả cái cục này nghe thôi không biết khán giả đó bự bao nhiêu nữa thôi đại gia đình chắc quá nhưng mà cũng như là nói là tới cái video của tony là nói tầm sàm nói bậy nói bạ không à mà không biết tại sao có nhiều người ủng hộ có nhiều người coi quá vậy <laughs> Tony nghe mà không thấy bắt cười quá chắc cộng đồng mạng nghĩ là chắc đa số mấy người mà coi mấy cái video của thôn đi mấy người này chắc đều bị khùng bị điên hết à chứ mấy cái khán giả của cái cục này chắc họ là người bình thường quá chắc vậy rồi phải không nó đơn giản đối với thôn đi thôi phải không mình nhìn ra mấy cái video mình làm hay cái kênh gì đó đó cái nhiều khi mình phải biết là mình tôn trọng bản thân cái lời nói của mình chứ mình lên đây cũng như là cái gì mình cũng nói được hết á cũng như là nó nó nó, nó, nó nấu cái gì đó bị pha nước rồi nó tàn ra hết rồi thì cái cục này, cái kênh của cái cục này nó cũng giống như vậy thôi Bớt nói lại đi Làm ít video lại đi Chứ cái gì mình cũng nói, cái gì mình cũng biết hết, Mà không biết con mẹ gì hết à không? Nếu mà mình, mình mình một người thông minh Cũng như thằng Andy SCN đã nói hàng cái kênh của hàng Kali vậy á Mà tại sao nó không nhìn bản thân của nó, cái kênh của nó Bây giờ cái cục này cũng giống nhau nữa thôi Nó nói người ta nó bậy, nó tầm xàm Mà không biết tại sao người ta ủng hộ uh, Kênh của người ta Sao cái cục này không nhìn bản thân của mình Cái kênh của mình đi À, mình làm bao nhiêu video mà có bao nhiêu người coi Đúng không? Mấy người này thích thích nhìn thích nhìn vô người khác thôi à Cái chữ sân si ganh tị là đúng lắm rồi Chứ họ không biết nhìn bản thân coi Nếu mà mình làm cái gì đó không bằng người ta đó, Mình nhìn lại bản thân của mình trước Mình làm sai cái gì Chứ không phải là mình nhìn người ta Thấy người ta làm hơn mình hay cái gì đó Rồi lên đây cũng nói không biết tại sao khán giả nó ủng hộ cái giày 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 Tony chỉ nói vậy phải không? Mấy người này cái gì mà họ cần biết á thì họ không muốn biết còn cái gì mà họ không cần biết á thì họ lên đây họ biết gì họ cũng biết hết á phải không hình như cả khán giả của mình nó có câu trả lời cho mình mình làm đến bao nhiêu rồi đó cũng như là không ai thèm đến xỉa cái kinh của mình không ai thèm coi nữa cái nghĩa là cái lời lẽ cái giá trị của mình nó không còn cái gì nữa đâu chứ mình lên đây mình cứ nhìn bó người khác tại sao chắc người đó nói tầm xàm quá sao Th mình không nói tầm xàm như như họ đi để có nhiều người xem nó đơn giản vậy thôi một người mà biết làm ăn một người thông minh thôi không dám nói phải không nhưng mà mình thấy cái hành động của con người này thấy có thông minh bao nhiêu không Không. còn cái vụ mình nói thôi đi câu view trời ơi, cộng đồng mạng ơi đúng thôi phải câu view phải không thôi câu view nhưng mà được nhiều người coi còn cái cục này cũng câu view nhưng mà không ai coi hết ủa nó nó đó lạ lùng vậy cái vấn đề nó nằm ở bản thân của mình đó, chứ không phải là người khác Thấy không? Hình như là cái cục này, cái 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 cần câu của cái cục này nó xài hết được rồi. <laughs> cái cần câu của thôn còn xài được. Đúng không? Còn cái cục này hình như là cái, cái cần câu có cái cục này không biết ở trong nhà có câu được hay không nữa. <laughs> Bây giờ cho thôn đi nói về cái này cái kinh nghiệm của thôn đi, thôn biết trong cái nghề là mấy cái cái mấy cái nghề mà cái người anh anh ân này làm đó. Thôn đi biết rành lắm, rõ ràng lắm. Thì chỉ có vài điều thôi chứ muốn nói cho cộng đồng mạng nghe phải không? Cái dụ mà cũng như vậy chúng nói là anh quyền như là người chủ của ảnh nó không có trả lương cho ảnh nó không có hợp lý nhưng mà thôi thôi này chỉ nói sơ qua vậy thôi có nhiều điều cái nào nó không đúng thì mình thấy nó không đúng cái nào nó đúng thì mình nói nó đúng thôi chứ đối với thôi anh quyền ảnh là một người không có kinh nghiệm cái thứ nhất cái thứ nhì nữa anh không có đồ nghề của ảnh nữa cái thứ ba nữa anh làm anh lãnh là từ mặt nữa thấy không hình như là đa số mấy người mà làm cái trong cái cái hoàn cảnh của anh quyền á, thì thường thường họ trả cũng gần trăm rưỡi đến trăm bảy thôi chứ không hơn đó được mà thôi đi thấy cũng như trong cái hoàn cảnh anh anh quyền nó thấy là cũng như cái người anh ân này cũng như cái đó là quá tốt với với anh quyền rồi đó chứ thôi nghe nhà, nhà, vợ chung nói mấy điều như vậy nhưng mà thật ra bà nói chứ mấy cái nghề này nó phải có kinh nghiệm muốn lương cao hơn á thì mình phải 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 có kinh nghiệm phải có phải có đồ nghề còn mà như anh Quyền vậy đó thì tôi thấy cái đó là quá quá tốt đó. cái người anh ân này nó trả lương nó rất là công bằng rồi chứ không phải là cũng như là mình mình lên mình nói là cũng như anh ân này cũng muốn là chà đạp cái vụ cái tiền bạc của anh Quyền á thì nó không có có đâu nha còn vài điều mà tôi muốn nói cái này tôi chỉ tâm sự cho cộng đồng bạn nghe thôi nha tôi không có nói đến ai hết á nhưng mà ở tiểu bang Cala, Cala, California này nè mấy cái nghề mà construction hay là ấy mấy cái mấy cái nghề này là đa số là họ mướn người mỹ hay là người Việt Nam đại khái làm mà cũng như trả từng mặt ít khi họ trả bằng chắc lắm. Thì Tony không không biết nhưng mà cái kinh nghiệm của Tony cũng như là ở đây nó có cái cái tiểu bang California này nó có cái state board nó đi, nó nó đi vòng vòng nó điều tra mấy người mà mấy cái mấy người mà có mấy cái company mà làm mà nó nghi mà đang mướn người mà không trả tên giấy tờ đó nhiều lắm bị nhiều người việt nam mình chịu bị bắt lắm đó qua có nhiều khi tôi thấy anh quyền anh làm mà người ta quay bỏ lên đó mình không biết ai thương mình ai ghét mình phải không chứ nếu mà họ biết được một cái họ làm cái gì một cái nữa là phiền phức lắm Tại vì tụi nó là chuyên môn về nó nói cũng như là mình đi làm là mình phải trả bằng chắc. Mình phải đóng tiền cho chính phủ. Còn mấy người mà làm tiền bạc cũng như là trốn thế vậy đó. Nó coi cái đó là quan trọng lắm mà cái tiền phạt nó nặng lắm. Tại sao thôi chắc sơ sơ vậy nghe cũng có nhiều cái tụi nó tụi state board đó, nó nó kỹ lắm. Mình làm cũng như là có nhiều người họ không có muốn mua mình trả lương cho 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 mấy người làm á bài check là mình phải mua bảo hiểm cho tụi nó nữa tại vì làm mấy cái nghề này phải cần mua workers comp không nếu mà mình không mua đó nghĩa là mình không có không có người làm á thì tụi nó nó để ý mỗi năm mình mình thu nhập vô bao nhiêu đúng không nếu mà một người một một cái hãng gì đã khá làm cái có hai người làm hay một người làm gì á mà một năm làm đến số tiền vậy nó biết hết thì sao nó không biết được mà once nó biết được rồi đó phải không nó sẽ theo dõi cái hãng đó tại vì nó biết được là có mấy người làm nhưng mà nhưng mà không có không có để lên giấy tờ đó cái 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 phạt của nó nặng lắm nhưng mà thôi chỉ nói sơ qua giấy thôi tại vì cũng như là có nhiều người họ nghĩ nó đơn giản vậy thôi Tony này không dám nói ai nhưng mà trong uh, Tony quen biết hay là dòng họ của Tony hồi đó làm mấy cái nghề này á có nhiều người cũng cũng bị bắt về về mấy cái điều gì nè tụi nó kỹ lắm chứ không phải là vẫn nghĩ mình đơn giản như vậy đâu bây giờ cho tony kể cái suy nghĩ cái này là riêng tư cái ý kiến của tony thôi phải không có nhiều người cũng thắc mắc lắm cái chuyện gì nó xảy ra between hằng gali với lại cái người anh anh, anh anh ân này nè tôi không biết tony chỉ nghĩ hồi đó tony chỉ nghĩ nó đơn giản đối với tony nó chỉ có hai điều thôi theo kinh nghiệm của tony cái thứ nhất là tony cũng, cũng vì mấy người mấy người mà ở trong nhà hàng ly đi làm cho cái người anh ân này này có thể là vì cái tiền bạc nó không có đúng hay cái gì đó đại khái là cái, cái cái suy nghĩ riêng của thôn này là cái thứ nhất nhưng mà thôi thấy cái đó cũng có thể là anh ân này cũng không phải là con người mà mà, mà như vậy thì cái điều thứ hai á, thì thôn nên nghĩ thôn này không biết cái này là cái ý kiến của thôn đi thôi phải không cộng đồng mạng cứ suy nghĩ đi một nếu mà mình bạn bè phải không? một một bên đó thì nam một bên đó thì nữ nếu mà có một cái xích mích gì mất có một gì một cái vấn đề gì đó mà hai bên không nói chuyện nữa đó thì còn ông mà nghĩ là cái gì vậy nó đơn giản đối với thôn Tony lắm thôi chứ trong hai điều này Tony nghĩ là cái điều thứ nhất là nó không phải rồi tại vì theo cái hành động của anh ân này anh không phải là một người nhỏ nhẹt về cái vụ tiền bạc đâu trả lương cho mấy người làm đâu thì cái đó mình có ai cũng nhìn ra được hết rồi vậy là cái điều lý do thứ hai thì cái lý do đó thì à, ai cũng có một cái ý kiến Cái đó là cái suy nghĩ của Thôn nên vậy thôi nha Chứ Thôn này không biết được cái chuyện gì Bây giờ cho Thôn kể là cái chuyện của anh Quyền Còn đồng bạn nhớ lại nha là hình như là Mẫu Hậu lên đây để giúp anh Quyền Mình cũng nghe nhiều người cũng tin anh Quyền những lời lẽ mà anh Quyền anh nói ra Cũng như là cái lỗi đó là nằm ở trong nhà hàng Cali đó cộng đồng bạn ơi Nhiều áp lực quá thì Thôn ấy không biết, nhưng mà Thôn ấy thấy sau này thì Mẫu Hậu lên đây để giúp anh Quyền. á. Nhưng mà mẫu hậu đã đói Cộng đồng mạng cũng biết là mẫu hậu không có ưa gì Hằng Kali gì mấy rồi Những lời lẽ mẫu hậu nói là mẫu hậu cũng như là cái người Hằng Kali này cũng như là kinh doanh Muốn lợi dụng mấy em vô gia cư Để làm tiền cho riêng bản thân của mình đó là mình biết là cái cái người mẫu hậu này có một cái một cái gì đó với cái người hàng kali này rồi họ nghĩ là cũng như họ tin tưởng cũng như cộng đồng mạng coi mấy cái video đầu tiên phải không họ tin tưởng cái sai nó nằm ở hàng kali chứ không phải là anh quyền đâu chứ họ không có thể nào mà họ họ tin tự tin bản thân của họ đó Tại họ sẽ giúp anh quyền được mà ngày hôm nay mình cũng biết được cái kết quả của anh quyền nó ra sao rồi phải không cái đó là mẫu hậu còn anh ân anh ân chắc là cũng thân với anh quyền lắm chắc cũng có nói chuyện qua nói chuyện lại nghĩ là cũng tin tưởng những lời mà anh quyền anh nói đó cũng như trong nhà hàng cali nó có nhiều điều lắm vậy đó. thì anh ân này cũng muốn, muốn cũng muốn giúp mẫu hậu giúp anh quyền để cho cộng đồng mạng nhìn ra thấy được những lời lẽ mà anh Quyền anh nói ra đó là sự thật. Chứ tại sao mà Tony đã nói rồi phải không? Cũng như hai người này họ người anh anh Ân này Tony không biết nhưng mà họ cũng có một cái gì đó với hàng Kali đó. Mục đích của họ là cũng như là đưa cho cộng đồng mạng biết được là có nhiều cái sai trái hay là cái nhiều cái gì đó là hàng Kali chứ không phải là anh Quyền. Nhưng mà đã một tháng mấy nay đã trải qua rồi Cũng như Tony đã nói cộng đồng mạng rồi Mình nhìn nó hoài á, thì nó dễ dàng lắm Mình nghe những lời mà mấy người anh Quyền anh nói á, Mình tin á, thì mình chết Phải không? Tại vì đó nó đơn giản vậy thôi Bây giờ mấy người đã trải qua trong cái một tháng mấy nay rồi đó Thấy kết quả của anh Quyền ra sao vậy? Cũng như họ muốn, họ muốn chính, chính minh là những cái gì mà nó xảy ra đối trong nhà hàng Gali hay cái giúp đỡ của hàng Gali á là trong đó bị thằng Kali cái sai lầm của thằng Kali cũng nhiều lắm thì họ nghĩ lần này họ lên đây họ giúp anh Huyền mẫu hậu quay lại người anh ân này cũng là cũng muốn đưa việc làm lại cho anh Huyền mục đích của họ là cái gì thôi nên thấy là cũng như là hai người này cũng không có cũng không có có một cái suy nghĩ tốt đẹp đối với cái người hàng Kali này đâu thì đã trải qua một cái kinh nghiệm với anh Huyền rồi mình thấy kết quả họ cũng thấy được cái kết quả họ họ tin những lời lẽ anh Quyền anh nói họ thấy là cũng như là cái lỗi lầm mà nó nằm ở trong nhà hay là hằng Cali đó mà giờ thôi nên nói cho cộng đồng mạng nghe cái giờ nên ai cũng đã có một cái một cái quan hệ chung với anh Quyền rồi đã trải qua rồi á giờ mình nhìn lại không cũng như là cái lỗi không phải là của của mấy người mà giúp giúp anh Quyền chứ không cái lỗi nó nằm ở trong bản thân anh Quyền đó chứ mình đừng có nghĩ là cũng như là cái người mà giúp anh Quyền hồi trước đây như người hằng Cali này nè họ làm nhiều điều nó sai lắm mà mình tự mình 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 nhảy vô mình làm với anh quyền rồi mình giúp đỡ anh quyền rồi đó mình mới thấy được nó khó khăn bao nhiêu chứ mình mình gọi đó mình chỉ nghe mình thấy được ô tôi sẽ làm cái này được ô mình nó lên làm cái vậy mình làm cái kia nhưng mà cuối cùng anh quyền ảnh có muốn hay không cộng đồng bạn cứ suy nghĩ lại đi cũng như cái người hàng kali này nhiều khi nói khó nghe lắm bỏ nhiều áp lực tới mấy người này lắm nhưng mà phải cần làm tại mấy người này không phải là mấy người bình thường mình đối xử với họ như ấy bình thường như mẫu hậu vậy thấy kết quả nó ra sao không cuối cùng cũng không được cái gì hết á nhưng mình phải cho họ một một cái áp lực gì đó đó để cho họ mới thay đổi được lượng nhưng mà trong cái hoàn cảnh của anh quyền á anh, anh, anh làm không được mấy người này nghĩ muốn chứng chứng minh là hằng kali là một người cũng không có tốt gì mấy đâu nhưng mà cũng nhờ những cái suy nghĩ như vậy đó mà họ nghĩ cũng như là cái mấy công việc mà hàng Ly làm nó dễ dàng. Rồi những cái gì mà mấy mấy người mà hàng Ly đã giúp đỡ rồi bây giờ nói ngược lại thì họ tin tưởng, họ nghĩ nó đơn giản vậy, đơn giản như vậy rồi. Nhưng mà bắt đầu bây giờ họ giúp được xong một thời gian nó qua rồi đó. Họ mới biết được mấy cái lỗi lầm này không phải là mấy người giúp đỡ như anh Quyền vậy đó. Cái lỗi lầm là riêng bản thân của mấy người mà như anh Quyền mấy người là đã, đã được bị giúp đỡ rồi đó. Họ không có tôn trọng cái giúp đỡ đó. Chứ mình nghĩ uh, tôi không biết nói làm sao đi nữa Cái nhiều khi cộng đồng mạng mình chỉ nhìn ra một Mấy người mà bình thường như mình á Thì nó không sao hết Nhưng mà mấy người mấy anh em vô gia cư này Mấy người mà đang bị giúp bây giờ Mấy người này không có bình thường Thôi hôm nay cho đi làm cái video Bao nhiêu vậy thôi nha Tại vì uh, cũng không có gì để nói hết Nhưng mà chỉ muốn lên đây uh, Nhiều chuyện với tàm sàm cho nó vui Với ông bà cô chú anh chị em thôi Hôm ngày mai thôi không biết có um, Làm cái video này nữa hay không nhưng mà hy vọng là ông bà cô chú anh chị em có một uh, cuối tuần vui vẻ nha xin chào